Hello, hello Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sun TV Cuộc Sống Đài Loan của mình Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó chính là cái vấn đề đang rất là hot Đang rất là hot ở Trung Quốc nha Tìm cái ghế để ngồi đã các bạn Ok các bạn, mình muốn nói đến cái đại dịch Corona Đại dịch ở Vũ Hán của Trung Quốc Còn rất là nhiều bạn chủ quan đặc biệt là cái dịp tết này còn nhiều bạn phải uh, đi chơi có thể là các bạn chưa có thời gian các bạn chưa lên mạng xem rất là nguy hiểm thì uh, hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ các bạn cái trang web các bạn xem xem là cái đại dịch nó đang uh, lan truyền tới đâu để từ đó các bạn uh, đi du lịch các bạn có thể uh, tránh được những cái nơi đó thực sự nó rất là nguy hiểm rất là đáng lo ngại đó các bạn chào anh thì anh có biết gì về cái đại dịch vũ hán ở trung quốc không Ôi mệnh ngay anh cũng hay xem cái thông tin mà mới nợ chưa bến cái chỗ Vũ Hán như thầy dịch bệnh ấy khiếp đén ấy nói chung như cái châu vũ hạn nó mấy cái ngày này dịch mà cứ phát triển kiểu nữa thì sắp tới đấy cũng bị mà như hết như vũ hạn là bị ở cố lập là cũng cũng thấy người đóng cái lương đúng không đúng rồi em xem ở trên mạng họ họ quây hết cái vòng ở khu vũ hán rồi bây giờ ừ, dạ chắc dạ là người không được ra đường rồi không thấy người ra đường nó mồm man vắng tay luôn à thành phố bây giờ, như... bây giờ thành phố vắng tay nhỉ không ừ, có người ra phố, phố nhỉ người đúng không ừ, thấy các cái thông tin này chúng mình ngay nay đưa liên tục à mà sợ nhỉ thế thì anh ở bên đài loan này anh có cảm thấy hoang mang không anh có cái biện pháp gì để phòng tránh không chung như vẫn đứng đứng hoảng nhớ nói chung với cái ảnh hưởng với cái mặt tính thân nhiều nhớ tâm lý như nhảy đi làm công ty chứ công ty cũng về bắt lên đéo khẩu trang không? đúng rồi khẩu trang của công ty cấp đúng không thế thì công ty của anh có biện pháp gì ngoài đeo khẩu trang không như đeo ngoài cái đeo khẩu trang đó nhưng anh mà cảm ốm nhẹ nhẹ nó cũng không được đi làm để công ty ồ oh. Thế thì họ có nói gì về cái dấu hiệu để nhận biết cái bệnh zona để mình biết không anh? Ờ ừ, cái bệnh corona đi như anh nói những cái tiếng đi họ nói nhưng mà anh có biết được cái cho tiếng tắm lắm đâu, phải biết sơ sơ đấy nhé Mình chỉ có xem qua thông tin này chủng nó triển khai phổ biến đấy nhé Công ty thì có cái phiên dịch đó cho 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 nhà anh đấy nhé Vâng, bản thân em cũng thấy cái vấn đề này nó rất là nó rất là nghiêm trọng bởi vì cái này nó không có thuốc chữa, ấy. rất là nguy hiểm đúng không anh? không biết nó về đây loán mình chứ việt bây giờ thấy người người đây loán như đấy mà thấy khẩu trang bịt cả đấy mà bây giờ ra đường nha các bạn bây giờ ra đường 10 người phải có có độ 8 người bịt khẩu trang à, cái có nhân với à. nhau còn người Việt thì có người chưa biết nhỉ để giữ ở nhà đem được chứ hai bên hai khẩu trang nó chứ hơn nó đi ngủ phải téo một cái bịt với bị nợ chứ không nữa đúng rồi bây giờ ui anh đeo mong, thủ mong, hai mất. khẩu trang hai bên à, luôn không cậy bịt mông người bịt mắt không biết rút của mặt nữa đó đúng không? Đúng không? Để các bạn các bạn biết đấy công nhân ở bên Đài ừ. Loan này có người người ta bận công việc sáng đi làm tối về lại ngủ họ không thể cập nhật thông tin kịp được đúng không anh? Ừ, cái này nó nguy hiểm lắm em như con lịch nó phải cái dịch nó dịch phổi nên nó nó lão tan nhanh quá cái này nếu như công ty không không phổ biến thì anh có biết không? thì cái anh thì thêm đại trụ nhưng mà công ty họ biết mà họ mấy nay họ biết trước mình chứ đâu phải là mình họ không biết đâu chẳng quá họ triển khai để an toàn với cái, cái, cái người lao động của họ của mình, tịnh mạng của mình cũng như là cái, cái lao động của họ đấy nhá, à. để đảm bảo an toàn cái sức khỏe cho công nhân viên, công nhân của công ty. Vâng à, Đúng rồi. Mà họ chú đạo rồi công ty họ chú đạo lắm, họ triển khai cụ thể lắm. Nhanh có phiên dịch để thông báo cho nhanh mà. Thế thì có phiên dịch thì mình cũng hiểu được một phần nhờ Ờ à, Hiểu nhá, hiểu nhiều nhá. Mấy ngày đó nó lên công ty ngay đầu tiên ngay mùng sáu đó lên tập trung để triển khai cái nội dung cũng nó triển khai nội dung này đầu tiên đấy nó chủ trọng với cái dịch cố ná này đó. thì anh có biết cách để kiểm tra xem là bây giờ có bao nhiêu người bị nhiễm ở bên vũ hán không để mà mình biết cái 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 dịch đấy nó tràn lan đến như thế nào để mình biết cách mình chủ động phòng tránh ôi chứ cậy như anh ông nợ chứ đi làm ngay đi làm thì thỉnh thoảng với tụi về xem màng hôi đợi chứ chứ cái nồi giống như anh cứ biệt rỡ chứ con nói dung thực tế đi cụ thể thì không phải anh rõ không chắc lắm không chắc lắm ừ. nhưng ngay cả thông tin đại chúng mà đưa cái tốc độ ra rỡ thì cũng nguy hiểm thật thế thì bây giờ em làm cái video này cũng để chia sẻ với anh cũng như là các bạn biết được cái trang web để các bạn truy uh, cập vào để xem là cái vùng nào nó đang uh, có dịch và uh, vùng nào đang uh, có cái cấp độ lan truyền dịch như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cái trang web này để link ở phía dưới phần mô tả nha các bạn bạn nào chưa xem thì các bạn click vào link bên dưới nhé để xem cái trang web đó bạn nào biết rồi thì các bạn cũng có thể xem mà em cũng đến nội dung cái làm cái chia sẻ để cho mọi người lao động của Việt Nam bên này để hiểu và nắm bắt được cái chỗ này để mà người ta cùng có cái chỗ để phong tránh cái chỗ với đảm bảo cái sức khỏe để đi để mà làm việc em á Đúng rồi, đảm bảo cái đó, sức khỏe là cái điều đó, quan trọng nhất. Cái thông tin nó đưa rồi thì mình cũng hoang mang về mặt tư tưởng với, về, với sức khỏe cho mình mà sợ ảnh hưởng nhé. Thật sự rất là hoang mang. Thật nó ảnh hưởng như tất nhiên nó chế biết rằng nhưng mà Đột nhiên nó không để cái chỗ của vùng minh đúng không? Đúng Mong rồi. Sao Mong sao là vậy? Ừ. Thì cũng như thế thôi chứ con anh cũng nó thật chứ cùng ló cho người lâu đồng hả mà đi không? Con đông cái sức khỏe nhá. Đúng rồi anh. Anh nghe điện thoại đi. Ờ. Như điện thoại đấy. Ok các bạn thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái trang web này thì đây nó có phần dịch này các bạn ấn vào đây nhé Đây cái trang web này rất là chi tiết các bạn ạ à. trang web này của người Trung Quốc đây có một người chia sẻ cho mình các bạn thấy chưa Đây là tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 bây giờ là 9 giờ 2 phút này 9 giờ tối các bạn các bạn thấy nhiều chưa một con số rất là khủng khiếp rất là đáng sợ đó các bạn đây này các bạn các bạn còn có thể đọc thêm ở bên dưới nữa đây là virus mới nhé các bạn rất là nguy hiểm đây họ ghi nguồn lây nhiễm là động vật hoang dã có thể là hoa cúc ở Trung Quốc các bạn có thể đọc những cái thông tin ở bên dưới này họ chỉ cách phòng tránh bệnh nữa cái trang web này rất là bổ ích đó các bạn còn đây là cái bản đồ họ vẽ rất là chi tiết này phần bản đồ này họ vẽ rất là chi tiết các bạn có thể xem xem là cái khu vực nào bị ảnh hưởng nhiều để từ đó các bạn đi du lịch các bạn có thể tránh được những khu vực đó ra nhé thì cái vùng giữa bản đồ này này các bạn các bạn xem ở trên mục chú thích này cái này có nghĩa là hơn 1.000 người bị thì nó sẽ ghi cái màu này các bạn còn đây là từ 100 người cho đến 499 người thì họ sẽ thể hiện bằng cái màu nhạt hơn một tí các bạn từ 10 người đến 99 người thì cái màu sẽ nhạt hơn. Từ 1 người đến 9 người thì cái màu sẽ rất là mờ. Ok nha các bạn. Đây là Đài Loan này các bạn, cái chỗ mình đang ở đây này. Đây là Vũ Hán này các bạn.